Hôm nay chúng ta cùng học về các loài động vật. Con mèo. Con mèo. Con chó. Con chó. Con thỏ. Con thỏ. Con lợn. Con lợn. Con cừu. Con cừu. Con dê. Con dê. Con ngựa. Con ngựa. Con lừa. Con lừa. Con bò sữa. Con bò sữa. Con bò. Con bò. Con lạc đà. Con lạc đà. Con nai. Con nai. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ. Gấu mèo. Gấu mèo. Gấu trúc. Gấu trúc. Chúng ta cùng học lại nhé. Con mèo. Con mèo. Mèo, mèo. Con chó. Con chó. Con thỏ. Con thỏ. Con lợn. Con lợn. Con cừu. Con cừu. Con dê. Con dê. Con ngựa. Con ngựa. Con lừa. Con lừa. Con bò sữa. Con bò sữa. Con bò. Con bò. Con lạc đà. Con lạc đà. Con nai. Con nai. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ. Gấu mèo. Gấu mèo. Gấu trúc. Gấu trúc. Gấu túi. Gấu túi. Chuột túi kangaroo. Chuột túi kangaroo. Con sóc.
con sóc. Gấu trúc Mỹ. Gấu trúc Mỹ. Con khỉ. Con khỉ. Con tinh tinh. Con tinh tinh. Gà trống. Gà trống. Gà mái. Gà mái. Gà con. Gà con. Gà tây. Gà tây. Con ngỗng. Con ngỗng. Con vịt. Con vịt. Chim bồ câu. Con vịt. Con vịt. Chim sẻ. Chim sẻ. Chúng ta cùng học lại nhé. Gấu túi. Gấu túi. Chuột túi kangaroo. Chuột túi kangaroo. Con sóc. Con sóc. Gấu trúc Mỹ. Gấu trúc Mỹ. Con khỉ. Con khỉ. Con tinh tinh. Con tinh tinh. Gà trống. Gà trống. Gà mái. Gà mái. Gà con. Gà con. Gà tây. Gà tây. Con ngỗng. Con ngỗng. Con vịt. Con vịt. Chim bồ câu. Con vịt. Con vịt. Chim sẻ. Chim sẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ đăng ký kênh Dạy Trẻ Thông Minh Sớm để xem video mới nhất trên kênh nhé.
Con gì? Con gì? Con vịt. Con vịt. Chim bồ câu. Chim bồ câu. Con bò. Con bò.